Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thấy những cặp tình nhân hay ngồi tâm sự ở đoạn đường vắng, hai đối tượng tìm cách đánh người bạn trai bỏ chạy rồi khống chế người con gái để thực hiện hành vi đồi bại. Một lần chót lọt, đến lần thứ hai bị phản kháng, đối tượng đã xô nạn nhân từ trên cầu xuống sông và từ đây tội ác của hai đối tượng bị phanh phui. Tham gia hàng loạt vụ cướp, giờ cho đồi bại, sát hại nạn nhân, đối tượng Thái Hoàng Trọng, sinh năm 1985, ngụ khu vực 7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, được xác định trước, trong và sau khi gây án, đương sự bị bệnh trầm cảm tái diễn, hiện đang ở giai đoạn trầm cảm nặng nên cần điều trị thêm một thời gian, khi nào ổn định sẽ tiếp tục điều tra xét xử, áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2012, người dân sống bên bờ sông thuộc khu vực 6 phường Hiệp Thành phát hiện một thi thể là nữ nổi trên sông, trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Đối chiếu với thông tin cầu cứu của gia đình chị Lê Thị Thúy Quỳnh, sinh năm 1993, ngụ khu vực 1, phường Hiệp Thành, về việc đêm trước đó người này bị kẻ lạ mặt khống chế bắt đi, giờ vẫn biệt vô tâm tích nên đã báo tin cho thân nhân đến nhận dạng. Vừa nhìn thấy thi thể, gia đình nhận ra ngay đó chính là con gái lớn xấu số. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy trên cổ nạn nhân có rất nhiều vết bầm do bị bóp cổ bằng tay, phổi của nạn nhân vẫn còn rất khô. Tại cơ quan điều tra, thanh niên 22 tuổi là bạn trai nạn nhân cho biết công việc chính hàng ngày của nạn nhân là làm nghề bó nhang. Do thu nhập ít ỏi, chỉ khoảng 10.000 một ngày, Quỳnh xin ra giúp bán chè cho một người bà con ở ngoài chợ hàng ngày, từ chiều đến tối để tăng thu nhập. Hàng ngày sau khi bán hàng, Quỳnh đi về nhà chứ không ở lại quán. Do đường xa, lại vắng người, hàng đêm người yêu đều đến quán chè đưa bạn gái về nhà. Tối ngày 21 tháng 2, như thường lệ, chàng trai đến đón rồi dẫn bạn gái đi tập xe máy. Được một lúc, đôi bạn trẻ rủ nhau chạy xe lên cầu vượt Ngã Bảy để hóng mát. Cây cầu này mới khánh thành, chưa có đèn đường chiếu sáng, khung cảnh lãng mạn nên rất nhiều cặp tình nhân cũng đưa nhau lên đây ngồi tâm sự. Cả hai ngồi trên xe nói chuyện được một lúc, thấy trời đã khuya, các cặp tình nhân cũng đã ra về nên cả hai chuẩn bị theo gót. Tuy nhiên khi chàng trai vừa định khởi động xe máy, bất chợt hai thanh niên lạ mặt lao đến, một tên xông vào giữ chặt cô gái, một tên đánh chàng trai tới tấp. Thấy kẻ lạ mặt quá hung dữ, chàng trai bỏ chạy tìm người ứng cứu. Trong lúc đó, hai tên khống chế cô gái bắt lên xe mô tô để bọn chúng bắt đi. Cô gái trẻ chống cự quyết liệt, kêu la cầu cứu, rồi van xin khóc lóc thảm thiết, nhưng hai đối tượng không có chút động lòng, kiên quyết bắt bằng được. Có lẽ vì không còn đường thoát thân, nạn nhân đã trèo qua lan can cầu, gieo mình xuống sông. Khi nhận được tin từ chàng trai, mọi người đến hiện trường thì đã không còn thấy bóng dáng của cô gái và hai thanh niên lạ mặt đâu. Linh tính nạn nhân gặp phải chuyện xấu, mọi người đổ xô đi tìm kiếm cả đêm hôm đó, không phát hiện thấy tung tích. Sáng hôm sau mới phát hiện thi thể đang trôi bềnh bồng trên sông, cách cầu vượt khoảng 200m. Theo lời trình bày của chàng trai, do lúc đó trời rất tối, anh không nhìn rõ được hình dạng của hai đối tượng. Anh chỉ nhớ được một chi tiết khá quan trọng là bọn chúng đi xe máy hiệu Yamaha Taurus màu trắng. Từ manh mối này, cảnh sát cùng trinh sát điều tra rà soát, 6 ngày sau phát hiện hai nghi phạm. Ngày 26 tháng 2, cảnh sát bắt khẩn cấp hai đối tượng là anh em con chú con bác ruột là Thái Minh Lực sinh năm 1992, ngụ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp và Thái Hoàng Trọng sinh năm 1985, ngụ khu vực 7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy. Tại cơ quan công an, lời khai của chúng về một loạt hành vi phạm tội trước đó khiến các điều tra viên choáng váng. Hai gã cuồng dâm quá man dợ, coi mạng người như cỏ rác. Lần đầu tiên chúng gây án là đêm ngày 12 tháng 2 năm 2012, địa điểm cũng trên cầu vượt này. Tối đó, nhậu xong với đám bạn, hai tên chạy xe máy lên cầu vượt, phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên cầu. Trọng dừng xe lại hỏi, ông muốn chơi không? Muốn chơi thì lại đánh, hù thằng đó cho nó chạy, rồi bắt con nhỏ lên xe chở. Lực gật đầu hưởng ứng. Hai tên quay ngược lại nơi đôi nam nữ đang ngồi, làm bộ hỏi mượn hộp quẹt châm thuốc hút, rồi bất ngờ dùng tay đánh người thanh niên khiến anh này bỏ chạy. Cả hai khống chế, bắt giữ người con gái đưa lên xe chạy về hướng quản lộ Phụng Hiệp, đường đi Sóc Trăng, Cà Mau. Khi cô gái khóc lóc van xin, Trọng hăm dọa, mày khóc nữa là tao bẻ cổ, kề vào cổ nạn nhân, khống chế trở đến địa phận xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
thấy hai bên đường vắng, xung quanh có vườn chuối, hai tên dừng xe, kéo nạn nhân vào khu vườn cách đường khoảng 10 mét, cưỡng bức nạn nhân. Trong lúc Trọng đang thực hiện hành vi bị ổi, điện thoại của nạn nhân trong túi quần ở gần đó đổ chuông, có người gọi đến. Đang hăm hở nhưng vẫn chưa được thỏa mãn, bất ngờ có tiếng chó sủa dữ dội. Sợ bị phát hiện, Trọng dừng lại mặc quần áo, đi ra lộ nhưng không buông tha nạn nhân mà tiếp tục khống chế, chở đến một chòi lá bỏ hoang ở xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng, thay nhau giở trò đồi bại tiếp với nạn nhân. Xong việc, Trọng đi vào chòi kéo nạn nhân ra lộ định sát hại thủ tiêu. Đối tượng máu lạnh buông lời tàn độc. Em đẹp mà số em xấu, anh sát hại em rồi để xác em ở đây. Vài ngày cha mẹ không tìm ra thì công an cũng tìm ra. Nạn nhân òa khóc tức tưởi, xém ngất xỉu. May mắn đồng phạm Lực không đồng ý nên ngăn cản. Đi ba người thì về ba người. Đến địa phận phường Hiệp Thành, chúng dừng xe vứt nạn nhân xuống như chiếc rẻ rách. Còn điện thoại của nạn nhân thì chiếm đoạt mang về cất giữ. Sau lần phạm tội thứ nhất, do nạn nhân không trình báo, cảnh sát không phát hiện ra sự việc. Đến lần thứ hai gây án, chúng không ngờ nạn nhân lại phản ứng quyết liệt, dọa nhảy sông nếu làm nhục. Đêm ngày 21 tháng 2, nhậu nhẹ xong, hai gã cuồng dâm quen mùi, chở nhau lên cầu vượt như lần trước. Khi Quỳnh và người yêu chuẩn bị lên xe đi về, hai tên lao vọt lên chặn đầu xe. Trọng nhảy xuống xe đánh vào mặt chàng trai, rồi rượt đuổi theo một đoạn. Lúc này cô gái chạy về hướng ngược lại, Lực đuổi theo, kéo được tay nạn nhân. Thấy Quỳnh chi hô, cướp, cướp. Thủ phạm còn trấn an, không phải cướp đâu chị ơi. Lại nắm tay kéo mạnh bắt lên xe chở đi. Không chấp nhận bị làm nhục, nạn nhân tuyên bố, mày làm quá tao nhảy xuống sông. Lúc này, Trọng sau khi đuổi người yêu nạn nhân đi, quay lại gần giọng, đi vô mày. Nạn nhân không chịu, tiếp tục la lớn, ăn cướp, ăn cướp. Trọng vung tay đánh tới tấp vào mặt thiếu nữ, rồi tranh thủ động chạm vào ngực cô gái. Thiếu nữ một lần nữa nhắc lại, mấy thằng mày làm quá, tao nhảy sông. Đúng lúc đó, đèn pha một chiếc xe tải chạy gần tới chiếu vào, Trọng bực mình. Mày nhảy thì nhảy đi, rồi xô mạnh vào vai, làm thiếu nữ ngã xuống sông tử vong. Mặc kệ nạn nhân, hai tên yêu dâu xanh bình thản bỏ đi. Trong quá trình điều tra, mẹ của hung thủ Thái Hoàng Trọng có đơn yêu cầu giám định tâm thần với Trọng, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định. Ngày 24 tháng 4 năm 2012, Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương, phân viện phía Nam kết luận về y học trước, trong và sau khi gây án, đương sự bị bệnh trầm cảm tái diễn, hiện đang ở giai đoạn trầm cảm nặng. Về pháp luật, đương sự gây án lúc bệnh ổn định, có yếu tố rượu nên vẫn có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng bị hạn chế. Hiện nay đương sự chưa đủ năng lực tiếp xúc và làm việc với cơ quan chức năng. Cuối cùng, cơ quan này đề nghị cần điều trị thêm một thời gian, khi nào ổn định sẽ tiếp tục điều tra xét xử và cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử. Từ kết luận của cơ quan pháp y, cơ quan tiến hành tố tụng đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can với Trọng và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau gần nửa năm điều trị, ngày 19 tháng 9 năm 2012, cơ quan điều tra tiếp tục có văn bản đề nghị cơ quan giám định kết luận về tình trạng tâm thần của đối tượng. Ngày 5 tháng 12 năm 2012, cơ quan này có công văn phúc đáp. Theo đó, hiện tại, bệnh tâm thần của bệnh nhân Trọng vẫn chưa ổn định, còn tình trạng trầm cảm với các biểu hiện khí sắc giảm, tư duy, hành vi chậm chạp cần phải tiếp tục điều trị mới giám định được. Cơ quan tổ chức buộc phải ra quyết định bắt buộc chữa bệnh, khi nào ổn định thì xử lý sau. Về hung thủ còn lại, ngày 27 tháng 4 năm 2013, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có cáo trạng truy tố Thái Minh Lực về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Trong vụ án này, về phía các bị hại, gia đình Quỳnh yêu cầu các bị can bồi thường tiền chi phí mai táng là 26,5 triệu đồng và tiền tổn thất tinh thần, tiền mất thu nhập theo quy định của pháp luật. Gia đình Trọng đã khắc phục được 10 triệu, gia đình Lực khắc phục được 2 triệu. Nhưng xét thấy hoàn cảnh gia đình Lực quá nghèo nên cha mẹ của nạn nhân không nhận. Người bị hại cũng yêu cầu các bị can trả lại điện thoại đã bị cướp, bồi thường tiền danh dự, nhân phẩm bị xâm hại, tiền mất sức lao động, tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, những đối tượng gây án do mất năng lực hành vi, nói nôm na là mắc bệnh điên thì được đi chữa bệnh bắt buộc. Lợi dụng điều này, hàng loạt đối tượng sau khi gây án bỗng nhiên mắc bệnh tâm thần. Thậm chí, có những kẻ đã chuẩn bị sẵn án tâm thần trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Có kẻ đi đâu cũng kè kè bệnh án bên người.
Liên quan đến vụ án, ngày 13 tháng 8 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo. Trong gần 2 năm điều trị bệnh tâm thần, kết quả giám định pháp y tâm thần xác định tuy bị cáo Trọng mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Xét bị cáo có nhược điểm về tâm thần nên sau khi cân nhắc, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Trọng tù chung thân về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Vụ án trên thiết nghĩ hình thức xử phạt mạnh tay đối với những kẻ hung hãn, dồn nạn nhân đến chân tường là cần thiết. Nạn nhân lẽ ra nên được trang bị kỹ năng phòng vệ bản thân, không nên dễ dãi và đi cùng người mà mình thiếu tin tưởng, cũng nên có hành xử tích cực và mạnh mẽ để tránh dẫn đến bi kịch và hậu quả xấu nhất. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.